Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Người đáp lại: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, cha mẹ nào thì cũng thương con và không muốn cho con mình thua kém những bạn bè của chúng, nên chịu khó lắm ghi tên cho con vào nhiều chương trình khác nhau, nào là thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, nào âm nhạc như học đàn guitar, piano, rồi ca hát, nào học võ, vui, nam, taekwondo. Và có phải dễ đâu, cha mẹ nào lại khi mà ghi tên rồi thì phải hy sinh rất nhiều thời gian, nhiều tiền bạc. Rồi khi con cái đi học thì chúng cũng phải tập luyện nhiều ngày sao cho nhuần nhuyễn, đi cho đúng đường quyền, nâng bóng cho đúng, tay phải đặt thế nào trên phím đàn. Rồi tất cả mọi cái đều phải học và mỗi ngày để một tí. Rồi còn phải thi lên cấp, không được thì phải ở lại, hoặc không được tuyển chọn, hoặc không được học tiếp. Thế thì nếu Chúa, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mong muốn cho chúng ta hạnh phúc, nên nhắc lại với chúng ta điều mà hôm nay chúng nhắc lại thì chắc cũng dễ hiểu và đúng thôi. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và thực hành. Môn đệ phải học và thực hành điều Thầy truyền dạy. Đó là điều căn bản và tự nhiên. Chính một điều hơi khác thường là chúng ta vẫn có tên là Kitô hữu, chúng ta vẫn mang danh là môn đệ Chúa, mà chúng ta lại không nghe theo Chúa mới chết. Chúng ta vừa đọc lời đáp ca: Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, mà chúng ta không biết có đúng hay không, không biết chúng ta có cầu nguyện như thế có như đúng hay không. Đó là điều mà khác thường. Chúa dạy phải thương yêu, chúng ta thì vẫn ghen ghét. Chúa dạy chúng ta phải quảng đại, quan tâm, lo lắng cho người khác, chúng ta thì vẫn ích kỷ, chỉ lo cho chính mình, lợi cho mình, còn thiệt ai thì mặc kệ. Chúa dạy chúng ta chia sẻ cho đi, chúng ta cất kỹ ăn xài, hoang phí cho chính mình. Chúa dạy chúng ta bác ái, chúng ta nhường nhịn mặc kệ. Chắc là Chúa buồn lắm, nhưng mà thôi thì hôm nay Chúa nhắc nhở lại cho chúng ta. Thì mỗi người chúng ta phải tự hỏi, tôi đã thực hành và sống đời Chúa như thế nào? Vì mỗi người chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho đời mình, chứ không ai khác. Em Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn ân là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh.